Thái Vũ hành trình công lý, cử nhân luật quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn, tiến bộ nhờ học hỏi các nghệ sĩ lớn. Em xin được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng em trong suốt cuộc hành trình vừa qua. Và em sẽ lấy những lời góp ý, những lời động viên của các quý vị khán giả là động lực để có những vai diễn tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thái Vũ là một trong những tân binh mới của màn ảnh Việt. Mặc dù chỉ mới phủ sóng trên màn ảnh Việt nhưng nam diễn viên đã nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình. Trong bộ phim Hành trình công lý, Thái Vũ đóng con trai của Hồng Diễm và Việt Anh. Đang ở tuổi trưởng thành nên nhân vật Khang có những cách ứng xử với phụ huynh khiến khán giả không hài lòng. Có nhiều người không phân biệt được vai diễn mà để lại những bình luận mắng lây cho cả diễn viên thủ vai. Bên cạnh đó, vì chưa được đào tạo bài bản về diễn xuất, là một diễn viên tay ngang nên có một số phân đoạn lối diễn của Thái Vũ được đánh giá là còn non. Song cũng có những cảnh tâm lý nhân vật Khang khá nặng nhưng nam tân binh màn ảnh cũng đã thể hiện tròn trịa. Trước những bình luận phản ứng trái chiều, nam diễn viên cho biết nói không buồn, không tủi thân thì không phải. Thế nhưng Thái cảm ơn những khán giả đã ủng hộ, cả những lời góp ý, chê bai để Thái có thể rút kinh nghiệm và ngày một trưởng thành hơn. Để có được vai Khang trong Hành trình công lý, Thái Vũ chia sẻ ban đầu anh nhận được mô tả nhân vật, sau đó quyết định bay từ Sài Gòn về để casting và rất may mắn đã được nhận vai này. Chia sẻ về lần đầu tham gia phim truyền hình, nam diễn viên trẻ cho biết ban đầu cảm thấy lo lắng và áp lực vì diễn xuất chung với dàn sao gạo cội của màn ảnh. Thái Vũ không ngờ rằng đóng phim lại khó đến thế. Tuy nhiên, cũng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của đạo diễn Mai Hiền và các diễn viên lớn như nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh, Việt Anh, Hồng Diễm đã giúp Thái Vũ có thể dần thích nghi và hoàn thành những phân đoạn khó nhằn trong phim. Phim Hành trình công lý đã dần đi đến hồi kết và Thái Vũ cũng đã thể hiện cho khán giả thấy sự thay đổi tâm lý nhân vật Khang dần trưởng thành, biết cư xử và đỡ khiến khán giả khó chịu hơn mỗi khi lên sóng. Đó cũng là điều thành công của nam tân binh màn ảnh cho đến thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn soái ca, Thái Vũ còn có thành tích học tập cực khủng chuẩn con nhà người ta. Thái Vũ sinh năm 2000, anh từng là cựu học sinh lớp chuyên địa lý trường Trung học phổ thông Chu Văn An, một trong những ngôi trường cấp 3 hàng đầu cả nước. Nam diễn viên cũng từng đạt giải nhất học sinh giỏi môn địa lý thành phố Hà Nội, giải khuyến khích học sinh giỏi quốc và là cử nhân trường Đại học Luật Hà Nội. Thái Vũ chia sẻ việc học luật là do bản thân tự quyết định. Từ khi học cấp 3, chàng trai này thích trường sân khấu điện ảnh nhưng không đủ tự tin, tự nhận mình là một sách. Thái Vũ của thời điểm đó rất khác so với hiện tại. Sau khi tham gia Hành trình công lý với vai diễn đầu tay, Thái Vũ cho rằng học bài bản về diễn xuất để theo đuổi nghệ thuật là một việc quan trọng. Sau khi quay xong bộ phim, nam diễn viên học hỏi được tinh thần làm việc của đoàn phim, quan sát đàn anh, đàn chị diễn để học cách lấy cảm xúc. Đặc biệt là các anh chị diễn viên chuyên nghiệp không để lộ ra sự mệt mỏi, đôi lúc còn truyền năng lượng tích cực đến cho các thành viên trong đoàn. Đó chính là kinh nghiệm, bài học quý giá cho Thái Vũ. Thái Vũ chia sẻ thêm, anh may mắn khi được đóng vai Khang, có cả màu phản diện lẫn chính diện, từng làm cho khán giả khó chịu nhưng cũng có lúc thương. Nam diễn viên cũng đã trải qua cung bậc cảm xúc được công chúng yêu và ghét rồi nên không đặt cho mình một dạng vai nhất định, mong muốn được có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn lớn, các anh chị dày dặn kinh nghiệm để được học hỏi nhiều hơn, để bản thân trưởng thành hơn. Có thể nói, dù là tân binh màn ảnh nhưng Thái Vũ đã cố gắng thể hiện sự yêu nghề và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Chúc cho nam diễn viên sẽ ngày càng trưởng thành hơn về lối diễn, góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách.